Thưa quý khán giả và các đồng chí, thực tế chiến trường trong các cuộc xung đột gần đây ở Iraq, Syria đã cho thấy tên lửa chống tăng có điều khiển thực sự trở thành sát thần của xe tăng, những vỏ thép di động. Bất chấp những công nghệ mới đã được ứng dụng để tạo ra các lớp phòng vệ tiên tiến giúp những chiếc xe tăng lên đời, nhưng vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn. Tên lửa chống tăng có điều khiển vẫn kéo dài danh sách đối thủ bị hạ gục. Chiến thuật sử dụng ATGM tiêu diệt nhiều loại mục tiêu khác nhau, có giá trị quan trọng trong các cuộc chiến tranh và xung đột kéo dài, đặc biệt là các cuộc giao chiến từ những chiến tuyến gần như cố định. Trong tình huống này, sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển có hiệu quả tác chiến cao khi tấn công tiêu diệt mục tiêu, có giá trị lớn, tạo ra những sát thương nặng nề trên chiến trường. Người ta đã tính đến những tên lửa thế hệ thứ 4, thứ 5. Đấy, ví dụ tên lửa thế hệ thứ 4 là các tên lửa phải sử dụng được các cái thuật bắn mới, tức là ví dụ phóng, tức là khóa sau khi bắn, hoặc là bắn và cập nhật, hoặc là bắn ngoài tầm nhìn. Thì đấy là những cái yêu cầu đối với tên lửa thế hệ thứ 4. Còn đối với tên lửa thế hệ thứ 5 thì nó lại có những yêu cầu hơn nữa về cái độ tự hoạt của nó, tức là nó có thể áp dụng những cái thuật toán về gọi là trí tuệ nhân tạo để mà nó có thể là tự ra quyết định, tự lựa chọn mục tiêu, rồi nó phải nhất thể hóa trong một cái không gian mạng tác chiến, thì để nó có thể là nó tự hoạt đấy, và gắn lên máy bay không người lái, gắn lên các cái trang thiết bị bay khác mà nó có thể tự hoạt. Với tên lửa chống tăng Spike LA-2 thế hệ thứ 5 của Israel là loại tên lửa đa năng, nó có thể xách tay, có thể trang bị cho các bệ phóng di động, cho các tàu chiến và cũng có thể treo trên các máy bay và trực thăng. Khi được lắp trên trực thăng chiến đấu, chúng có thể dễ dàng loại bỏ xe tăng, xe bọc giáp hoặc bunker ở khoảng cách lên đến 10 km. Giữa năm 2017, nhà thầu quốc phòng tiên phong trong lĩnh vực tên lửa của Israel, Rafael Advanced Defense System, đã giới thiệu đến thế giới mẫu tên lửa mới nhất trong gia đình của Spy của họ với tên gọi là Spy LA-2. Đây có thể được xem là tên lửa thế hệ thứ 5 đầu tiên, đa năng và được thiết kế để đánh bại các mục tiêu khó nhằn nhất trên chiến trường. Theo các nhà sản xuất, mẫu tên lửa mới được trang bị hệ thống máy tính thông minh, chính xác và linh hoạt hơn so với các phiên bản trước đó. Tên lửa cũng được thiết kế để hoạt động trong các bệ phóng của thế hệ cũ là Spy MA và LA, phù hợp với các bệ phóng di động hoặc cố định. Tên lửa cũng phù hợp với các bệ phóng nhẹ hơn do chính Rafael phát triển, cho các bệ phóng trên không, cho phép các loại trực thăng chiến đấu có thể dễ dàng loại bỏ xe tăng, xe bọc thép hoặc bunker ở khoảng cách lên đến 10 km. Tên lửa có khối lượng 12 kg với phần chiến đấu được bổ sung, nổ phân mảnh, cho phép tăng sức mạnh tiêu diệt mục tiêu lên 30% so với phiên bản Spy LA. Rafael đã cắt giảm khối lượng của Spy LA-2, làm cho mẫu tên lửa mới nhẹ hơn 10% so với phiên bản trước đó, trong khi vẫn cung cấp các cải tiến lớn như sức mạnh và phạm vi hoạt động cũng như độ chính xác. Đầu tiên chính là khả năng đánh bại các loại mục tiêu trên chiến trường, từ các loại xe tăng chiến đấu với hệ thống bảo vệ chủ động tiên tiến cho đến các mục tiêu nấp sau hầm chứa, tòa nhà. Để có được khả năng như vậy, Rafael đã cung cấp tên lửa mới với hai loại đầu đạn. Loại đầu tiên là Spy LA-2 thành một tên lửa chống tăng thực thụ, được tối ưu hóa với đầu đạn xuyên giáp tăng cường, tăng khả năng lên 30% so với thế hệ trước. Nhà sản xuất nhấn mạnh rằng khả năng của nó đủ để tiêu diệt các phương tiện xe bọc thép hạng nặng, phá hủy hệ thống công sự ẩn nấp hầm hào của địch và tiêu diệt sinh lực địch. Tên lửa này có thể xuyên lớp bê tông cốt thép dày khoảng 20 cm và phá hủy hệ thống vật cản. Dòng tên lửa này của Israel có thể làm việc ở các chế độ khác nhau: chế độ bắn và quên, chế độ bắn, theo dõi và hiệu chỉnh, và chế độ bắn và dẫn hướng.
tùy thuộc vào các tính chất của mục tiêu, người bắn sẽ lựa chọn chế độ khác nhau. Một lợi thế khác của tên lửa mới là khả năng tấn công ở các góc chạm cao hơn. Góc tấn công có thể lên đến 700, mang lại nhiều tình huống tấn công hơn trong thực tế. Theo Rafael, Spy LA-2 là mẫu tên lửa duy nhất hiện tại có khả năng vượt qua hệ thống bảo vệ chủ động APS. Loại thứ hai là phiên bản đầu đạn đa năng, tùy thuộc vào tình huống và mục tiêu chiến đấu bọc giáp hay hạng nhẹ mà có những cài đặt phù hợp. Sự linh hoạt này cho phép người bắn có thể thiết lập chế độ chạm nổ hoặc đâm sâu vào mục tiêu rồi phát nổ. Khi ở chế độ xuyên nổ, lượng nổ nhỏ sẽ tạo lỗ thủng trên mục tiêu. Lượng nổ chính sẽ đâm sâu vào bên trong và phát nổ, phá hủy mục tiêu. Khi bay, tên lửa vẫn duy trì kết nối với người bắn hay người điều khiển như các phiên bản trước, nhưng loại tên lửa mới đã cho phép tiêu diệt mục tiêu trong phạm vi rộng hơn 5,5 km, lớn hơn 35% so với phiên bản cũ. Khi sử dụng trên máy bay trực thăng, tên lửa có thể lựa chọn sử dụng một đầu truyền dữ liệu HD và tăng gấp đôi phạm vi tiêu chuẩn. Rafael đã thiết kế một bệ phóng nhẹ trên trực thăng mang hai quả tên lửa này, vẫn ít hơn so với một quả của bệ phóng Hellfire tiêu chuẩn. Đi kèm với đầu đạn mới là một đầu dò đa băng tần mới với cảm biến tầm nhiệt lẫn cảm biến hình ảnh màu HD, tăng cường khả năng theo dõi mục tiêu chính xác hơn, thậm chí các mục tiêu phức tạp và ẩn nấp sau chướng ngại vật. Đầu dò cũng được trang bị các hệ thống máy tính phức tạp với sự hỗ trợ của trí thông minh nhân tạo. Trí thông minh nhân tạo cho phép đầu dò có thể duy trì việc khóa mục tiêu ngay cả trong trường hợp những thuật toán trước đó thường thất bại. Mục tiêu biến mất sau chướng ngại vật hoặc bề mặt mục tiêu phản xạ kém. Đối với những mục tiêu như vậy, tên lửa thế hệ thứ 3 chắc chắn sẽ trượt mục tiêu. Còn đối với tên lửa thế hệ thứ 4 sẽ cần sự trợ giúp của người điều khiển. Trong khi đó, Spy LA-2 thế hệ thứ 5 có thể dễ dàng vượt qua những thử thách và có thể tự động theo dõi mục tiêu trong thời gian dài. Trí thông minh nhân tạo cũng là một phần mềm và nhà sản xuất có thể dễ dàng thay đổi, nâng cấp, có thể biến quả tên lửa trở nên chính xác và nguy hiểm hơn. Spy LA-2 cũng hỗ trợ tính năng IMU cho các nhiệm vụ tấn công dưới sự chỉ điểm của bên thứ ba, cho phép tên lửa bắn dựa vào lưới tọa độ đã cung cấp. Tính năng này trở nên đặc biệt hữu ích trong việc bắn mù hay tiêu diệt các mục tiêu biến mất khi mà người bắn không thể quan sát thấy mục tiêu trong nhiều tình huống. Rafael đã cung cấp hơn 27.000 tên lửa Spy và các hệ thống phóng cho hơn 26 quốc gia trên toàn thế giới. Phần lớn họ sử dụng các biến thể MA và LA. Các họ tên lửa Spiker nó có một cái đặc điểm chung ý, là nó có từ hệ thống Spiker MR trở đi thì nó có thêm bổ sung cái hệ thống gọi là sợi quang để mà tăng cái kênh thông tin cho xạ thủ. Tức là nhờ cái hệ thống này thì là khi tên lửa phóng ra rồi thì trên đầu tự dẫn lại có hai cảm biến. Một cảm biến thứ nhất là cảm biến ảnh nhiệt và cảm biến thứ hai là cảm biến vô tuyến truyền hình. Thì cái cảm biến vô tuyến truyền hình sẽ truyền trực tiếp cái hình ảnh chiến trường về cho xạ thủ. Và xạ thủ có thể thực hiện cái việc là thay đổi mục tiêu, thay đổi quỹ đạo tên lửa ngay trong lúc tên lửa đang bay. Đấy là cái đặc điểm rất hay của tên lửa Spiker. Thứ ba nữa là đối với những tên lửa mà tầm xa nữa, đường truyền của nó bây giờ không phải sợi quang nữa. Ví dụ Spiker LR-2 thì nếu mà Spiker LR thường là khoảng 4 cây thì LR-2 là tầm bắn là khoảng 5 cây rưỡi thì người ta sử dụng đường truyền vô tuyến. Dù chỉ bắt đầu nghiên cứu phát triển nội địa loại vũ khí này từ những năm 1990, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ đã có trong tay những loại tên lửa chống tăng có tính năng không kém các nước khác trên thế giới. Tên lửa chống tăng cá nhân OMTAS là một minh chứng. Đây là loại tên lửa chống tăng cá nhân tầm trung được phát triển bởi sự hợp tác của hai công ty Thổ Nhĩ Kỳ, Roketsan và Asesan từ năm 2009. OMTAS được phát triển để loại bỏ các mối đe dọa thiết giáp trong tầm tấn công đến. Tên lửa chỉ nặng có 35 kg, giúp người lính mang vác thuận lợi trên chiến trường. Tên lửa OMTAS dài 1,68 m, đường kính 160 mm.
kích cỡ này khá lớn so với một số loại tên lửa có tính năng tương đương như Hornet E của Nga. Chỉ dài 1,2 mét, đường kính 152mm, nặng 29kg, hay BGM-71E của Mỹ, dài 1,5 mét, đường kính 152mm, nặng 22,6kg. Nó được trang bị một đầu nổ, hai lượng nổ tandem, giúp tên lửa có khả năng chống lại các mục tiêu chí. Nó còn có khả năng tấn công vào nóc các loại xe tăng, tương tự loại tên lửa nổi tiếng FGM-148 Javelin của Mỹ. Bộ điều khiển ONTAS bao gồm một camera ảnh nhiệt, một camera thường dùng cho dẫn đường TV, một la bàn số và máy đo xa laser. Bộ điều khiển này có thể tháo rời và hoạt động độc lập với tên lửa, với vai trò một thiết bị quan sát thông thường. Khi bắn trên chiến trường, xạ thủ có thể bắn ONTAS với các chế độ tự động hoàn toàn, chế độ bắn và quên hay chế độ có điều khiển của xạ thủ. Một hệ thống hoàn thiện của ONTAS bao gồm tên lửa được đặt trong ống phóng, cũng có chức năng ống bảo quản và một hệ thống điều khiển kèm máy ngắm và giá ba chân. Ngoài việc phóng từ giá phóng ba chân, ONTAS cũng có thể phóng từ những bệ phóng gắn trên các loại xe trinh sát, xe thiết giáp. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang phát triển một phiên bản hạng nhẹ của ONTAS với tên gọi KMTAS, có thể phóng trong tư thế vác vai giống như Javelin của Mỹ hay Aegis của Pháp, tầm bắn 2.500m và cũng có khả năng tấn công vào nóc xe tăng. ONTAS thì nó có cái đặc điểm là thứ nhất là tên lửa tự dẫn, ảnh nhiệt, không làm lạnh. Đường truyền của nó là đường truyền vô tuyến, có khả năng tiêu diệt được hầu hết tất cả các xe tăng. Cỡ đạn tên lửa này khá lớn là 160mm, tức là lớn hơn hết tất cả các tổ hợp tên lửa khác. Chính vì thế cho nên là tổ hợp tên lửa khá nặng. Riêng tên lửa không trong container là tới 35kg, dài 1m8. Cho nên là cái tên lửa này dành cho cái việc mà mang vác cũng là khó khăn. Mà cơ bản là nó để trên xe và tên lửa này là tên lửa mạnh. Nó cũng có tất cả những cái tính năng của tên lửa chống tăng thế hệ 3, tức là bắn và quên, rồi bắn sau khi khóa, rồi bắn và update sau khi phóng, vân vân. Thì đây là cái tên lửa, cũng là tên lửa rất đáng nể của Thổ Nhĩ Kỳ. MMP được phát triển bởi tập đoàn MBDA của Pháp, có khả năng lắp trên nhiều biến thể xe chiến đấu khác nhau, như xe bọc thép bánh lốp Yayak, Yuat hoặc Danger. MMP sử dụng hai loại tên lửa dành cho mục tiêu tầm gần và tầm trung. Tên lửa chống tăng MMP được coi là hệ thống ATGM thế hệ thứ 5, tính năng kỹ thuật tương tự như tên lửa chống tăng Mỹ Javelin, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu sinh lực, tăng thiết giáp, các công trình quân sự vững chắc bằng tên lửa có điều khiển tầm trung 5km. MMP cũng được coi là tên lửa chống công trình công sự vững chắc rất hiệu quả, kể cả tại những nơi công sự được bố trí trong các tảng đá chồng chất lên nhau. Điều này có được là nhờ chắc thủ điều khiển có thể dẫn bắn thông qua cáp sợi quang truyền dữ liệu, giúp vũ khí có khả năng duy trì kiểm soát sát sao và có thể được tích hợp vào mọi loại xe chiến đấu. Lợi thế này cho phép có thể phóng tên lửa từ các trận địa phòng thủ vững chắc, che khuất tầm nhìn mục tiêu, xạ thủ có thể thay đổi mục tiêu tấn công khi tên lửa đã phóng. Tên lửa chống tăng Pháp MMP là hệ thống tên lửa chống tăng đa nhiệm. Tên lửa được trang bị camera quang ảnh nhiệt ngày đêm, hệ thống dẫn đường quán tính, bộ nhớ khi nhận mục tiêu và chế độ bắn theo phương thức bắn và quên. Đầu đạn tên lửa là loại đầu nổ tăng đen, nối tiếp cỡ 40mm, có thể xuyên giáp đồng nhất dày 1m hoặc bê tông dày 2m. Tốc độ bay của tên lửa là 230m/s. Thông số kỹ thuật cơ bản của tên lửa: chiều dài 1,3 mét, đường kính 140mm, trọng lượng tên lửa 15kg, trọng lượng bệ phóng 11kg. Kiểu đầu đạn là xuyên lõm 2 tầng, kiểu xuyên giáp 1000mm,
khả năng xuyên bê tông cốt thép 2.000mm, tầm bắn 4.000m. Kiểu đầu dò, hồng ngoại và quang điện tử ánh sáng thấp. Lấy ý tưởng từ tên lửa chống tăng Eris, MMP đặc biệt phù hợp khi triển khai trong không gian nhỏ hẹp vì lực phóng ra được giảm đáng kể. Hệ thống MMP được thiết kế sao cho kíp chiến đấu vận hành thuận tiện. Tổ hợp bao gồm một ống phóng, một thiết bị điều khiển hỏa lực cầm tay tích hợp kính ngắm quang học ngày và đêm, một giá đỡ ba chân có thể gập lại. Sử dụng công nghệ theo dõi hiện đại và kinh nghiệm sản xuất của riêng mình, MBDA cung cấp cho MMP khả năng phóng không theo đường ngắm thẳng để tiêu diệt các mục tiêu ở xa và bị che khuất. Kíp chiến đấu thậm chí còn lựa chọn được chế độ khởi động tùy thuộc vào nhiệm vụ, có thể là bắn và quên, hoặc điều khiển bằng tay trong lúc phóng. MMP tấn công mục tiêu dưới hình thức đột nóc, nhờ khả năng bắn và quên. Một người trong kíp chiến đấu chỉ thị mục tiêu thông qua hệ thống điều khiển hỏa lực. Sau đó khai hỏa, tên lửa sẽ bay lên trên và tấn công vào nóc xe tăng hoặc trần công sự. Bên cạnh đó, tính năng điều khiển bằng tay giúp kíp chiến đấu dẫn hướng tên lửa toàn thời gian, cho phép họ theo dõi tiến trình của nó cho đến khi phá hủy mục tiêu. MMP là đại diện của sự đầu tư lâu dài trong công nghệ chống tăng. Kể từ khi các lực lượng vũ trang Pháp vẫn triển khai tên lửa chống tăng ATGM thế hệ thứ 2 như Hot và Milan cùng với một số lượng nhỏ Javelin, MMP sẽ thay thế tất cả từ năm 2020. Ngoài nổ, đầu nổ của nó cũng rất là đặc biệt. Đầu nổ, ngoài nổ của tên lửa này là nó có thể là thay đổi nhiệm vụ được. Tuy là một cái đầu nổ nặng chỉ có 2kg thôi, nhưng mà xuyên thép tới hơn 1m. Và thứ hai nữa là nó có thể thay đổi được nhiệm vụ của đầu nổ, ngoài nổ. Tức là ngoài có thể đánh giáp, xuyên giáp, nhưng nó có thể là phá công sự trên cùng một quả tên lửa. Chứ còn ví dụ như là các tên lửa khác, như là tàu hoặc là Cognet của Nga thì lại phải có tên lửa riêng. Một cái nữa là nó lại có khả năng là tác chiến mạng, nhận thông tin, tình báo hoặc là nối mạng trực tiếp để mà điều khiển, chỉ thị. Và nó sử dụng các hệ thống con quay ở trên tên lửa. Thế nên thành ra là nó kết hợp nhiều phương pháp dẫn, kể cả những dẫn đường quán tính, dẫn bằng đầu tự dẫn. Thế cho nên là khi tên lửa đã bay lên ý, thì là rất dễ thay đổi được quỹ đạo của nó, mềm dẻo trong tác chiến. Và nó có thể cũng là phóng mềm, phóng được ở sau vật khuất. Và cái đầu tự dẫn của nó thì cũng rất khó là gây nhiễu được cho nó. Nó lại không làm lạnh nữa. Thế cho nên là khi mà nó đã ngắm mục tiêu này mà nó không bắn nữa, nó chuyển ngay sang mục tiêu khác ấy, thì ngay lập tức được. Dự kiến MMP sẽ gắn kèm trạm vũ khí điều khiển từ xa trên xe chiến đấu bộ binh SPA. Các bệ phóng song song kết hợp một khẩu súng Browning M2. Một vai trò khác cho MMP trong tương lai gần là trở thành vũ khí chính cho UAV tấn công Male của Pháp. Điều này dẫn tới yêu cầu chế tạo phiên bản nâng cấp của tên lửa với đặc tính chiến đấu ngang bằng Spy, Airlus hoặc Hellfire. Hiện tổ hợp bắt đầu được sử dụng trong các hoạt động chiến đấu của quân đội Pháp.